từng là điểm nóng về các vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh như bán đất trái thẩm quyền, xây nhà, xưởng sản xuất, công trình phụ trên đất nông nghiệp, một số công chức của xã và lãnh đạo thôn bị kỷ luật và khởi tố, nên từ năm 2020 đến nay, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ rất quyết tâm trong việc ngăn chặn và xử lý các vi phạm mới phát sinh. Đây là một trong 10 hộ có công trình vi phạm bị thôn và xã giải tỏa trong tháng 8 năm 2021. Trong đó, có cả những trường hợp xây nhà, làm xưởng gần 100 mét vuông trên đất ao hồ thôn cho thuê để thả cá. Bác không cho làm thì thôi, thì nhà tôi dừng lại chứ có làm được gì đâu. Trong 13 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93A ở Tân Lập từ đầu năm đến nay, có 8 trường hợp xây nhà công trình phụ, xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp, lấp ao hồ. Còn lại là vi phạm hành lang công trình giao thông thủy lợi, tập trung nhiều ở các thôn Liêu Hạ, Hảo Xuyên và Thư Thị. Xã đã giải tỏa được 10 trên 13 trường hợp. Chúng tôi yêu cầu tất cả các ban lãnh đạo thôn và cán bộ chuyên môn hàng ngày thường xuyên đi kiểm tra để nắm bắt những các hộ gia đình mà có những đất xen canh, có những dấu hiệu vi phạm để lợi dụng cái lúc bầu cử thì các hộ dân là cũng định ra để có cái chủ trương là cái ý đồ là định lấn chiếm đất thì chúng tôi đã có xử lý kịp thời. Thường xuyên trong các cuộc họp là đã tuyên truyền trong tất cả các nghị quyết về cái kế hoạch quản lý đất đai của Đảng ủy ban nhân dân xã chỉ đạo. Trong thôn thì nó còn hai cái điểm nhạy cảm là khu thùng Vương trong và thùng Vương ngoài. Thì khi phát hiện những gia đình hộ gia đình có hiện tượng là lấn chiếm, đổ đất cát rồi là xây móng tường bao để quây để giữ đất thì chúng tôi đã kịp thời là ra ngăn chặn và báo cáo với Đảng ủy ban nhân dân xã. 3 năm trước đây, người dân ở Tân Lập rất bất bình với những yếu kém trong quản lý đất đai trên địa bàn xã. Thậm chí, thôn còn có nghị quyết để bán đất trái thẩm quyền, dẫn đến đơn thư gửi các cấp. Nhưng thời gian gần đây, lòng tin của người dân bước đầu được củng cố. Và 2 năm trở lại đây thì một số cái diện tích ở lấn chiếm thùng ao chuông đất 03 là các đồng chí ban chỉ huy nói chung cũng như lãnh đạo thôn sát sao về vấn đề quản lý đất đai, rất là những vấn đề mà xây dựng lấn chiếm ở trên chỗ lỗ đất 03 hoặc cái chỗ mà thùng cũng không hợp lý đều là nhắc nhở các mọi người là phải là giải tỏa hết. Tuy rằng Tân Lập chưa thể triệt để xử lý các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là với một số hộ dân thì vào các vi phạm trước đó chưa bị xử lý nên vẫn rải rác có vi phạm, song không ngang nhiên như trước. Chính vì vậy mà ngoài việc kiên quyết xử lý các sai phạm, chính quyền, đoàn thể trong xã, các thôn cần tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự giác tháo dỡ, không để phát sinh vi phạm mới.